Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tuần vào ngày thứ sáu ở trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng và như thường lệ thì cuối tuần chúng ta sẽ có một bản tin tuần và nội dung ở trên bản tin tuần thì chúng ta sẽ tập trung phân tích ở ba nội dung nội dung thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu khá là cơ bản trong tuần thì tuần này thì Hùng sẽ phân tích thêm cho các anh chị uh, sự nhận diện của nhóm ngành hóa chất và đặc biệt là nhóm ngành bất động sản, khu công nghiệp chúng ta sẽ nhấn mạnh ở vùng này. À, phần thứ hai thì chúng ta sẽ có một vài đánh giá kịch bản phân tích tuần trong bản tin video tuần số 171. Phần thứ ba chúng ta sẽ có một vài à, cái xu hướng nhận định à, về tuần giao dịch tiếp theo đấy là tuần video số 172. Và anh chị em lưu ý tất cả các phân tích ở trên video à, của kênh chứng khoán chiến binh trên từng ngõ sóng mang quan điểm cá nhân của Hùng Lê. À, chính vậy nên các anh chị à, chúng ta cân nhắc à, xem xét trước khi xem các video này và chúng ta lấy các cái thông tin đó làm các cái thông tin để tham khảo trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. À, chúng ta lưu ý một cái điều như vậy để chúng ta tránh những cái quan điểm, tránh những cái tranh luận và tránh những cái sự việc không đáng có xảy ra. OK. À, rồi à, thì phần thứ nhất thì cũng sẽ phân tích một số các cái danh mục khá là cơ bản. À, tuần này thì chúng ta sẽ nói đến anh vượng. Thì uh, VIX cũng như dự báo thôi, uh, dự báo thì như vậy là VIX uh, trong tuần vừa qua thì nó cũng đã hoàn thành vượt mức ở vùng 66 và nó bắt đầu chỉnh cung Như vậy ở cái vùng giá uh, 56, 57 ở đây đó là vùng kháng cự cũng đã có phân tích rồi Thì đây uh, khi về đến vùng kháng cự thì diện xu hướng của nó sẽ uh, quay trở lại chỉnh cung Và nhịp chỉnh cung này thì khả năng nó sẽ đi về lại quanh vùng 53, tích uh, lũy thêm ở vùng này Vinhome thì cũng đá như dự báo. Ở trong phân tích kỹ thuật đó là Vinhome sẽ đánh về khoảng quanh vùng 53.5 đến khoảng vùng 54 và các anh chị nhìn thấy cây nến trong phiên giao dịch của ngày thứ hai. Uh, ở Vinhome đi được lên đến maximum ở vùng 53.7 ở uh, sát ở vùng 54 và nó bắt đầu chỉnh cung. Nhịp chỉnh cung này thì khả năng dự kiến ở tuần tới nó sẽ tích lũy ở khoảng quanh vùng 49 đến khoảng vùng 50. VRE thì cũng có những phân tích định lượng ở quanh vùng 30.5 Đây là vùng kháng cự chính vậy nên là cổ phiếu nó cũng đã khá là khó khăn ở vùng này Bị nhà đầu tư chốt lời phiên ngày hôm nay thì nó có một cái nhịp nhún khá là sâu Và sau đó nó có rút chân lên Tuy nhiên khả năng thì tuần tới cái việc lấp cáp tại ở quanh vùng 28.2 đến khoảng vùng, khoảng vùng 28.5 Nó sẽ tiếp tục diễn ra Nhóm ngành thứ hai chúng ta sẽ điểm qua Đó là nhóm ngành Việt theo chúng ta có phân tích mã cổ phiếu VGI thì hiện tại VGI trong tuần trước nó có một nhịp đánh khá là tốt và tuần này thì cũng như dự báo, tức là gì? VGI sẽ có một nhịp vượt lên ở khoảng quanh vùng 22 đến khoảng vùng 22.5. Và sau đó sau đó thì nó sẽ tiếp tục nó quay trở lại nó test lại cái điểm break 21 ở đây và các anh chị nhìn thấy đây là những cây nến test và phiên ngày hôm nay nó test xuống dưới 21 nhưng kết phiên ở vùng 21.1. Như vậy thì khả năng tuần tới nó sẽ nằm ở khoảng biên 20.7 nó sẽ nằm ở khoảng biên 20.7 đến khoảng 21 đây sẽ là vùng tích lũy kỹ thuật của cổ phiếu VGI và trước khi mà nó nó có tiếp một cái nhịp đánh thứ hai ở khoảng vùng 22 đến vùng 22.5 thì cái đó cũng sẽ tiếp tục phân tích CTR có một nhịp đánh khá là tốt nhìn chung thì VGI chưa có nhịp đánh tốt nhưng cái cầu lực cầu đánh cổ phiếu CTR khá là hay ở nhịp trước ở đây thì Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị một nhịp ở quanh vùng 61 đến khoảng vùng 62 và đồng thời phân tích một vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 55 không thủng thì các anh chị cứ cầm. Và nhịp này thì như vậy là nó lại tiếp tục đánh lại về vùng 64 65 và nó đang khả năng là nó sẽ có quay trở lại có một nhịp test bản chất ở trong tuần. Thì nó đã có ba cây nến test ở quanh vùng 61 đến khoảng vùng 62 rồi. Và cây đến cái tuần thì nó đang rơi lại nên là nó rơi lại này thì do xu hướng chung của thị trường thôi Cả thị trường nó chỉnh thì cổ phiếu nó cũng sẽ chỉnh theo Như vậy thì tuần tới khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 62, 62.5 Đây sẽ là những cái vùng tích lũy uh, của cổ phiếu v, uh, CTR Và trong nhịp này thì khả quan là CTR sẽ quay trở lại vùng 70 đến 71 Tức là một cái target khá là cao ở trong nhịp này uh, CTR đánh rồi và chúng ta chờ đợi thêm uh, các cái tín hiệu kỹ thuật của uh, VGI ở hiện tại thì AI có nhận diện thêm cái sóng ngành đó là sóng ngành hóa chất và đối với cổ phiếu hóa chất thì các anh chị tập trung, chúng ta sẽ tập trung ở ba cái mã cổ phiếu khá là căn bản gồm mã cổ phiếu DGC. Hiện tại thì DGC sau một cái nhịp tích lũy ở biên 48.5 đến biên 50, ở đây các anh chị thì nó bắt đầu có những cái sóng vượt lên và nó có những cái sóng đánh lại. Thì tuần này nó cũng như vậy, nó đã vượt lên và nó đã vượt được trên vùng 54 ở tương đối tốt và nó đang có hai cây nến trả cung cái tuần lại ở đây. Ở trong phiên cuối tuần, như vậy thì tuần tới các anh chị có thể quan sát thêm ở vùng 52 52.5, đây dự kiến sẽ là vùng thu gom mục tiêu. khá là tốt để kỳ vọng ở nhịp này, ở cổ phiếu này sẽ đánh vượt lên khoảng vùng 56 và sau đó thì chúng ta quan sát thêm những cái tín hiệu dòng tiền. Hiện tại thì tín hiệu dòng tiền nó chỉ mới sơ khai thôi và cái câu chuyện là sau cái điểm sơ khai đó thì tín hiệu dòng tiền cần phải À, tiếp tục duy trì được ở những cái phiên giao dịch tiếp theo Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu CSV à, CSV là một cổ phiếu mà Hùng Lê à, thường xuyên à, chăm sóc và thường xuyên theo dõi những cái tín hiệu kỹ thuật của nó ở biên à, Hỗ trợ kỹ thuật 27 đến vùng 27.5 Nó đã có một cái nhịp tích lũy tương đối tốt và tuần này thì nó bắt đầu có một cái nhịp sóng một lên do thị trường ngập vùng kháng cự nên là nó cũng chưa thể bứt phát được nhưng với một cái tín hiệu dòng tiền như này thì chúng ta cũng bắt đầu gửi đi những cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là tốt của mã cổ phiếu CSV trong ngắn hạn tuần tới khả năng thị trường chỉnh cung và cổ phiếu nó sẽ quay lại test ở vùng 28.5 đến khoảng vùng 28.8 nó sẽ lấp cáp tại một phần sau cái nhịp kéo thứ nhất ở đây thì chúng ta sẽ quan sát thêm cái hỗ trợ này trước khi mà cổ phiếu quay trở lại đánh tiếp đó thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi ở trong những nhịp sóng ở đây các anh chị sau khi nó kéo lên thì nó sẽ có khoảng tầm độ một vài ba cây nến à, quay trở lại chỉnh cung test lên đó nó sẽ test tích lũy lại và sau đó thì đây cũng như vậy này các anh chị nhìn thấy không ạ rồi nhịp này cũng như vậy sau một nhịp kéo lên thì nó tiếp tục có một cái nhịp test cung chỉnh nền ở đây à, tích lũy thành công thì khả năng nhịp này thì hùng vẫn đang ngắm đến cái vùng cản 33 đến khoảng vùng 34 đó là vùng nhắm mục tiêu đó thì sóng lên này rồi chỉnh này rồi lên này rồi chỉnh này và từ điểm này thì chúng ta cũng đang hướng đến cái vùng giá mục tiêu ở đây mã cổ phiếu thứ ba là lát thì đối với las thì nó đang hơi yếu hơn một tí ờ, tuy nhiên thì nó cũng đã hình thành được một cái nền tảng tích lũy ở khoảng quanh vùng 8. đó và hiện tại thì nó cũng đã có một cái nhịp kéo nhẹ lên như vậy thì đối với những anh chị em mà chúng ta đang cầm cái cổ phiếu này thì chúng ta cũng có thể quan sát cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là quanh cái vùng 8.3 đến khoảng vùng 8.5 cho tuần giao dịch tiếp theo. Đó. À rồi, và sẽ phân tích đến nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Thì hiện tại AI cũng nhận diện cái sóng ngành của bất động sản khu công nghiệp bản chất về đối với sóng ngành bất động sản khu công nghiệp á thì cũng đã có đề cập ở trong những video cuối tháng 12 của năm 2022. Bởi vì à, theo cái định hướng của chính phủ thì năm 2023 chính phủ sẽ tập trung đầu tư công tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp để làm gì? để chúng ta tiếp tục thu, hụt, thu hút các cái nguồn vốn FDI, các cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài và chúng ta uh, tiếp tục mở rộng các cái hoạt động sản xuất, uh, các cái hoạt động cảng đó để đưa đất nước của chúng ta vươn lên những cái tầm mới thì đấy là những cái định hướng và hạ tầng phát triển khu công nghiệp sẽ là một trong những cái ưu tiên mà cũng sẽ được chính phủ xem xét ở trong năm 2023. Chính vì vậy nên Uh, nhóm bất động sản khu công nghiệp thì cũng là một cái định hướng uh, chiến lược trong uh, cái chuỗi chiến lược mà chúng ta đã phân tích ở trong cái thời gian vừa qua thì uh, chúng ta sẽ phân tích đầu tiên mã cổ phiếu kbc thì đối với kbc như cũng có phân tích cho các anh chị rồi tuần trước thì cũng đã sâu cho các anh chị những cái phân tích uh, rất là sớm của cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp và đến thời điểm hiện tại thì cũng vẫn tiếp tục theo dõi những cái tín hiệu kỹ thuật tuần này thì kbc đã hoàn thành vùng giá mục tiêu ở 24.5 đến vùng 25 và nó bắt đầu À, có một cái nhịp uh, quay trở lại test cung kỹ thuật và cái nhịp test cung này thì theo như cái quan điểm dự kiến của hùng thì nó sẽ lấp lại những cái điểm này đó nó lấp khỏe thì sẽ ở khoảng quanh vùng 24.5 và lấp yếu hơn thì sẽ quanh vùng 24 đó sẽ là những cái vùng test cung kỹ thuật của cổ phiếu KBC ở trong tuần giao dịch tiếp theo mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu SSC thì chúng ta sẽ ngắm ở tầm trung và dài hạn trung và dài hạn các chị sau một cái giai đoạn mà cổ phiếu này tích lũy cực đẹp và cái vùng tích lũy này thì Hùng đã có phân tích khá là dài ở vùng 26 26.5 ở trên các bản tin phân tích tuần cũng như trên nhóm và có chia sẻ sang một cái số các cái team cộng đồng mà ông lê đang quản lý à, hiện tại hiện tại thì tuần này thì gần như SZC nó cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu thứ nhất ở khoảng vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 ở đây và khi nó chạm cản thì đương nhiên nó sẽ có cái sự rung lắc và chỉnh cung và phiên ngày hôm nay là một phiên tương đối đẹp khi mà nó đã lấp gần như hết cái phiên giảm của ngày hôm qua như vậy là rất là khỏe lực cầu tiếp tục duy trì suy soát ở khoảng tầm 1,5 triệu cổ phiếu trên một phiên. Như vậy là dòng tiền cũng bắt đầu nhen nhóm vào ở cái nhóm bất động sản khu công nghiệp rồi. Thì đấy là những cái tín hiệu đầu tiên, những cái tín hiệu sơ khai để các anh chị em của chúng ta tập trung quan sát, tập trung để chúng ta à, thu gom. Và như ông có chia sẻ từ đầu, tất cả những cái phân tích ở trên bản tin tuần nó mang quan điểm của cá nhân ông Lê. Chính vậy nên anh chị em sẽ cân nhắc trước khi mà xem các video phân tích này. Ờ, mục tiêu ở trong tuần tới như vậy là chỉnh cung về 30 và có thể là vùng 29 29.5 đến vùng 30 đấy sẽ là những cái vùng giá mục tiêu cho đối với các tài khoản chúng ta đang ngắm và định hướng. Cổ phiếu thứ ba cổ phiếu IDC cũng đang rất là hay. Tuần này thì IDC cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu ở 42 trên 42 cộng. Và nó bắt đầu có một nhịp chỉnh cung, như vậy nhịp chỉnh cung này thì nó sẽ quay lại khoảng quanh vùng giá 40. Uh, và sâu hơn sẽ là vùng 39.5 đến vùng 39. Đây cũng sẽ là những cái uh, vùng giá mục tiêu mà chúng ta sẽ ngắm đến. Đó, 39, 39.5 đến vùng 40. Đó các anh chị. Sau khi mà chúng ta đã có vùng uh, thu gom hỗ trợ ở quanh 37.5 đến khoảng vùng 38. Uh, và lực đánh của IDC, chúng ta tuần tới chúng ta cần phải quan sát cái sự uh, vượt trội tức là nó phải đánh lên khoảng tầm trung bình trên 5 triệu cổ phiếu trên một phiên thì như vậy là À, dòng tiền đã đánh khá là tốt và khi mà xuất hiện những tín hiệu đó thì các anh chị có thể uh, cân nhắc để chúng ta tăng cái tỷ suất uh, nắm giữ lên cổ phiếu vgc thì chúng ta xét đến những cái yếu tố tạo lập của vgc trong quá khứ tức là khi mà nó đánh những cái nhịp những cái nhịp đánh của vgc nó đánh tương đối là thoát và và những cái nhịp sóng lên uh, những cái nhịp sóng lên và những cái nhịp sóng xuống của vgc nó rất là dứt khoát các anh chị nhé nó đánh rất dứt khoát khi đã đánh là đánh đó, vậy thì cái sự tạo lập của uh, của 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 cái cổ phiếu này nó cũng rất là happy uh, theo quan điểm của Hùng như vậy khi mà chúng ta bắt được một cái trang kỹ thuật như vậy thì nó khá là ok ở hiện tại hiện tại thì chúng ta đang nhìn ở uh, ở, cái góc độ kỹ thuật của cổ phiếu này như thế nào đó là uh, chúng ta có một cái vùng hỗ trợ ở đây uh, các anh chị uh, khá là tương đối là dài 32.5 đến khoảng vùng 33 và tuần này thì nó tiếp tục test tích lũy ở vùng 33.6 đến khoảng vùng 34 phiên ngày hôm nay tương đối đẹp À, nó test về 34.6 và sau đó nó nó rút chân lên. Như vậy thì tuần tới chúng ta có thể quan sát ở khoảng vùng 34.6, ở vùng 34.3 đến khoảng vùng 34 và thậm chí ở đây là vùng 33.6 nữa. Đây sẽ là những cái vùng giá mục tiêu, những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mang tính chiến lược của cổ phiếu trước khi mà dòng tiền á à, tiếp tục đánh lại, à, tiếp tục quay trở lại à, đối với mã cổ phiếu này và hiện tại thì ông cũng nhận diện thấy rằng là lực cầu ở trung bình nó cũng đã đạt khoảng tầm 1 triệu đến tầm một triệu rưỡi cổ phiếu trên một phiên đó là những cái tín hiệu khá là ấm lên của cổ phiếu VGC rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến nhóm ngành tiếp theo nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành chúng ta phân tích theo thứ tự nha thép trước ok ok đến nhóm ngành thép rồi, à, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với những cái mã cổ phiếu, à, những cái nhóm cổ phiếu khá là quen thuộc của chúng ta. À, nhóm thép, Hòa Phát. Thì đối với Hòa Phát ở trong tuần vừa qua, à, nhìn về thiên hướng kỹ thuật là tương đối là tốt. Như vậy đối với tổng quan của Hòa Phát thì ngắn hạn các anh chị ngắm hộ Hùng Lê. À, chúng ta nhớ đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 19.8 đến khoảng vùng 20 và có một điểm hỗ trợ đây là 20.4. Rồi, và ngắn hạn ở đây thì chúng ta cũng có một cái điểm kháng cự ở quanh vùng 21.5 đến vùng 22. Ở trong tuần vừa qua thì nó đã đánh lên được đến vùng kháng cự 21.9 Tức là suy sát chạm máy cản 22 đến vùng 2.5 Và cái vùng 22 đến vùng 2.5 vẫn đang là một cái vùng cản rất là dài đối với mã cổ phiếu Hòa Phát Khả năng thì tuần tới vì thị trường nó đang chỉnh cung Nên Hòa Phát cũng nó sẽ bám biên ở quanh vùng 21 thì Chúng ta sẽ đánh giá thêm Ở cổ phiếu Hoa Sen <laughs> trong tuần vừa qua thì Hoa Sen cũng đã đánh lại vùng 17 là vùng giá mục tiêu ở đây à, Sau đó thì cuối tuần thì nó đang chỉnh cung Như vậy trong ngắn hạn thì đối với Hoa Sen các anh chị uh, lưu ý là vùng chặn lãi nó ở khoảng 15.3 Và cái biên uh, nó đang đi một cái biên tích lũy ở khoảng quanh vùng 15.6 đến khoảng biên 16,7 ở đây Và chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ ngắm nghĩa nó ở quanh cái vùng này à, Đối với các anh chị đánh lướt thì chúng ta có thể gặp hỗ trợ chúng ta mua và gặp đến kháng cự chúng ta bán bớt đi Nam Kim thì trong tuần vừa qua nhìn chung nó hơi đuối và cái xu hướng chủ đạo của Nam Kim thì nó vẫn đang là xu hướng giảm giảm điểm và sau những cái phiên chốt khá là mạnh ở tuần trước thì Nam Kim tiếp tục mất vị thế. Và chúng ta nhìn thấy đường tín hiệu đường MACD đang cắm đầu đi xuống như này thì chứng tỏ rằng là cổ phiếu Nam Kim nó sẽ rất khó để mà 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 tăng mạnh ở trong thời điểm ngắn hạn. À, khỏe thì nó đi ngang và không khỏe thì nó sẽ tiếp tục chỉnh giảm để tích lũy. Nhìn ở trên góc độ kỹ thuật như thế này thì khả năng Nam Kim sẽ quay trở lại vùng 14.5 hoặc điểm sâu hơn sẽ là điểm này là 14 thì uh, tùy cái thiên hướng kỹ thuật ở đây thì tuần tới thì cũng sẽ tiếp tục uh, cập nhật thêm. Chúng ta sẽ phải quan sát thêm cái tín hiệu ở vùng 14.5 đã. Trong trường hợp nếu như bị mất vùng 14.5 thì khả năng nó sẽ tiếp tục quay lại ở uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật 14. <laughs> VGS khá là ok đúng không anh chị? VGS nếu như chúng ta <laughs> uh, nếu như chúng ta bám sát các cái phân tích kỹ thuật của cá nhân Hùng Lê đó thì chúng ta cũng đã tìm ra được một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là hay 11.5 12 12.2.2 và chúng ta cũng có một cái vùng kháng cự ở đây cực kỳ hay 13.5 đến 14 các anh chị nhìn thấy cái nến này cái nến này là maximum hôm đó nó đạt uh, cái mức cao nhất ở vùng 12 uh, ở 13.9 Ok các anh chị 13.9 tức là suy soát đạt 14 và đóng cửa ở vùng 13.5 tức là tức là có nghĩa là các anh chị hoàn toàn có thể chốt được ở những cái vùng giá rất là 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 là, là cao đúng không ạ? Rất là cao. Rồi chốt xong rồi thì chúng ta lại ung dung từ từ, biết đâu nó lại chỉnh cung về 12.5 các anh chị có thể góp nhặt này, 12.3, 12.2 và nó lại quay lại này. Và như vậy thì vòng quay nó lại tiếp tục, nó lại tiếp diễn lại ở đây. Ví dụ như vậy thì chúng ta lại tiếp tục có một cái nhịp ở đây. Đó và chúng ta lại lên đến vùng line 5 14 lại bán. Đấy, cứ cứ vòng sideways như vậy nó lại rất là hay. Đó, lại rất hay, cứ một nhịp ngắn ngắn, chốt lãi chắc ăn, chả cần quan tâm đến là thằng thế giới nó như thế nào đấy thì đấy là một trong những cái phương pháp mà chúng ta nắm được những cái vùng hỗ trợ những cái vùng kháng cự thì chúng ta cũng chiến đấu rất là bài bản luôn nhóm tiếp theo đó là vật liệu phục vụ ngành đầu tư công thì cũng có giới thiệu cho các anh chị ba mã cổ phiếu chiến lược ở trong cái thời gian vừa qua và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đang có những cái tín hiệu hết sức là tích cực sau cái đạt cái target 28 trên 28 thì đối với KSB chúng ta có một cái vùng chỉnh công kỹ thuật ở đây ở vùng 26 26.5 rất khỏe luôn đó trong tuần thì gần như nó chỉ đi trên vùng 26.5 cộng và uh, nó tiếp tục có những phiên tiệm cận lại vùng cản 28 mặc dù tuần này thì nó chưa thể bứt thoát qua được nhưng ở uh, đây là những cái tín hiệu hết sức là lạc quan. Như vậy thì uh, tạm thời ở trong một cái thời điểm ngắn hạn, trong một thời điểm ngắn hạn theo như dự báo của cá nhân Hùng Lê thì nó sẽ có một cái biên đi ở khoảng quanh vùng 28 đến khoảng vùng 26 và nó cứ đi như vậy. Uh, chúng ta đi như vậy đi đến 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 khi nào đến ví dụ như có trường hợp nó xuất hiện một cây nến đè thủng vùng 28 như vậy là gì chúng ta sẽ mở sen. còn trong trường hợp nếu như nó bị gãy vùng 26 thì thì cái gì thì như vậy là chúng ta phải tính toán đến những cái vùng hỗ trợ sâu hơn đó ví dụ khi mà bị gãy vùng 26 thì chắc chắn là ông sẽ về đây đó ví dụ như vậy thôi vậy thì uh, gió theo chiều nào thì chúng ta hành động theo chiều đó đó là quan điểm của cá nhân ông lê chúng ta sẽ không cứng nhắc và uh, thị trường luôn luôn biến động cổ phiếu luôn luôn biến động tâm lý con người luôn luôn biến động và để chúng ta chiến thắng được thì chúng ta cần có một cái bản lĩnh thi đấu và chúng ta cần nắm được uh, chiều hướng như thế nào thì nó tích cực chiều hướng như thế nào thì nó là tiêu cực và từ đó thì chúng ta sẽ có những cái uh, cái phương hướng uh, định hướng sẵn để chúng ta tránh được uh, những cái, cái 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 câu chuyện bị động ở trên thị trường và đa phần nhà đầu tư ở trên thị trường là họ bị động nên là tâm lý họ hoang mang họ không biết như nào cả đó không biết như nào là xấu không biết như nào là tốt cả nghe thằng bên cạnh nó bảo ôi mày ơi mua đi thế là cũng mua chả biết vì sao nó mua hoặc là cái thằng bên cạnh nó xui ui mày ơi thị trường đang xấu lắm thế chả biết thế nào là xấu đó ví dụ thế thì chúng ta không có những cái định lượng chúng ta không có được cái phương pháp thì nó sẽ rất là khó và chứng khoán thì theo quan điểm của hùng là chúng ta phải có đội đội nào cũng được nhưng phải có đội và khi có đội ấy, thì uh, chúng ta sẽ có được những cái thông tin tổng hợp khá là là tốt nó và chúng ta đánh chứng khoán thì chúng ta phải có đội nhóm à, đối với PLC như vậy là maximum 35 trên 35 nó đạt được rồi và tuần này nó tiếp tục công cản 35 nhưng không công chưa thành và nó đang lùi lại cái vùng ở đây hai tuyệt 32 32.5 khả năng tuần tới thì nó sẽ lùi về đây hoặc là điểm sâu hơn ở đây này các anh chị này thì khoảng vùng 31 tức là vì 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 sao lại như vậy bởi vì cái đường MACD, CD cái tín hiệu đường MACD CD là nó đang nó đang đi xuống đó, nó đang đi xuống tức là nó thể hiện cái sức khỏe của cổ phiếu nó đang yếu đi, nó đang kém đi. Và khi nó đang như vậy á thì một là chúng ta sẽ không mua mới, hai là chúng ta có lãi thì chúng ta canh chốt nếu trong trường hợp nếu nó bị thủng các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng của cổ phiếu đó thì chúng ta sẽ à, sẵn sàng để chúng ta hành động. Thì ngắn hạn ở đây là vùng 31, 32, 32.5 là hỗ trợ kỹ thuật và vùng 35 đến khoảng vùng 36 tiếp tục là kháng cự của cổ phiếu PLC mã cổ phiếu tiếp theo là BCC đó đấy tuần này các anh chị có luôn vùng vùng kháng cự 12.6 chốt bớt đi và như vậy là sau khi chốt xong thì nó lại lanh quanh có thể là tuần tới nó lại quay về vùng 11.5 một điểm sâu hơn thì có thể là đây sẽ quay về vùng 11 11.1 tùy nói chung là tùy tình hình đó thì về đến hỗ trợ thì chúng ta lại canh canh ở dưới này đây những cái điểm mút hỗ trợ này mút hỗ trợ này hỗ trợ đây hỗ trợ đây thì chúng ta có thể canh canh gom thế còn lên đến vùng kháng cự đây kháng cự đây kháng cự này thì đừng có hung nữa, đừng có máu nữa kỳ lạ lên đến vùng kháng cự cắm đầu cắm cổ mua chả hiểu như thế nào chịu HT1 ở đây đó trong tuần vừa qua thì HT1 tiếp tục tiệm cận là cản 15 8 đây các anh chị cản cản và nó vẫn chưa thể vượt thoát qua đồng thời nó cũng có hỗ trợ 15 14.5 và biên ở đây là ở uh, biên ở đây 14 uh, 14 5 14 7 15 đó sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở biên hỗ trợ và biên kháng cự ở đây trong trường hợp đó, trong trường hợp mà một ngày đẹp trời em mới vui tính em mới tiêu phát lên thế này đó, một cây đèn xanh lên như này thì chúng ta thì hành động của chúng ta là đang cầm cổ phiếu thì cân thêm đó còn trong trường hợp mà nó tõm phát ở đây thì như vậy là chúng ta đang có hàng thì chúng ta canh mà chốt đi đừng có cầm nữa bởi vì khi mà nó tõm phát như này là hỏng rồi đó, ít nhất là hỏng rồi 13.7 đến 13.7 ví dụ nó rơi tõm phát thế này thì thôi coi như xong vì sao? Vì đây là cái bình nguyên và sau một cái bình nguyên thì nó sẽ là một chân trời hay là vực thẳm. Chân trời nó là ở đây còn vực thẳm nó là ở dưới này. Ok. Đấy, đơn giản thì có như vậy thôi. Ở <laughs> à, tiếp theo thì chúng ta đến ngành đầu tư công thì như có định hướng từ năm 2022, năm 2023 thì ngành đầu tư công vẫn là một trong những nhóm nhóm ngành chiến lược uh, của thị trường và nó cũng sẽ được hút những cái dòng tiền khá là tốt của chính phủ uh, huy động vào đây Hiện tại thì nó đang bị vướng một chút xíu về một số các cái thủ tục để giải ngân thôi và dự kiến trong tuần khoảng tầm độ 15 gì đó, mùng 10 15 tháng 4 thì những cái thủ tục đó nó sẽ được khơi thông và khi mà cái dòng vốn nguồn tiền nó được khơi thông rồi thì đấy sẽ là những cái tín hiệu gửi đi hết sức là tích cực cho nhóm ngành đầu tư công. Hiện tại thì ở trong tuần thì chúng ta nhìn thấy đây, đầu tư công VCG thì nó cũng đang hình thành lên được một cái diện một cái một cái, một cái phân kỳ tăng ở đây, đó, một cái phân kỳ tăng tăng khá là tốt ngắn hạn ở đây. Như vậy thì sang tuần tới thì chúng ta tiếp tục bám sát thêm cái phân kỳ tăng này để chúng ta tiếp tục có những cái phân tích định lượng tiếp theo và trên góc độ kỹ thuật thì trong tuần này thì nó cũng đã đánh được lên chiết soát ở vùng kháng cự 22 đây kháng cự, đây kháng cự đây kháng cự đây kháng cự thì nó bắt đầu nó chỉnh lại Ờ, tuần tới thì cũng sẽ tập trung để quan sát thêm hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 20.5 khả năng về đến đây thì nó sẽ ngừng rơi và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục cái biên sideways ở quanh vùng 20.5 đến khoảng vùng 22 và một ngày đẹp trời nào đó thì VCG nó có thể đánh bứt thoát lại cái vùng 22 đến vùng 22.5 với lực cầu khỏe thì khi đó là chúng ta sẽ có một tín hiệu tích cực gửi đi đối với toàn ngành đầu tư công bởi con VCG là con trùng thì khi mà con VCG con mẹ nó chạy thì nó cũng lít nhít những cái con em nó chạy Ờ à, cổ phiếu Fecom à, trong tuần vừa qua thì nhìn chung cũng là gửi đi một cái tín hiệu tương đối là tích cực mặc dù cái phiên này nó hơi tiếc nuối nó đánh gần suýt 12.5 rồi à, nhưng nó không giữ được thì cũng như ở nhịp ở đây nó 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 tiệm cận lại vùng 12.5 thì thông thường là nó gặp cản các anh chị thì nó sẽ bị rụt đầu trở lại nhịp này cũng như vậy và đến nhịp này cũng như vậy về cái sự rụt đầu này thì chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi thôi thêm thôi chứ chúng ta cũng không có cách nào cả chúng ta không phải là tạo lập nên là chúng ta cũng chịu cứng thì nếu như mà gọi là yêu yêu khỏe khỏe tí thì ông chỉ test về lại cái mút ở đây thôi đó là khoảng quanh vùng 11.75, 11.75 đó, 11.75 đó là vùng đẹp thế còn lại cũng có thể nó sẽ test sâu hơn bởi vì thị trường chung thì tuần tới tín ông sẽ đi phân tích đó thì nhẹ nhàng như vậy và chúng ta cũng chờ đợi thôi cái này thì chúng ta cũng chờ đợi thôi một cây nến uh, tuần uh, một cây nến tuần kết thúc mà nó đè được vùng 12.5 thì nó gửi đi những cái tín hiệu lạc quan cổ phiếu thứ ba cổ phiếu C4G cũng là một mã cổ phiếu nằm trong hệ đầu tư công và trong tuần vừa qua thì C4G đã hết sức tích cực có hai phiên đánh tương đối là sốc và sau đó thì nó cũng đang cố gắng công vùng cản 12.3 12.5 ngắn hạn ở đây thì đây vẫn đang là cái vùng cản kỹ thuật mang tính 12.5 mang tính kỹ thuật khá là cao 12.3 đó, đây là một cái cản và C4G thì nó đang có cái game 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 tăng vốn và kỳ vọng thôi Đây là góc độ kỳ vọng, tức là để mà nó tăng được vốn thành công á thì ông phải đánh lên. Ví dụ ít nhất là ông phải đánh lên 10 15 16 và ông bán vốn ở 10 thì gần như là ai cũng mua. À, rào rào mua luôn và đó, ít nhất là phải quay được về đây. Chứ còn ví dụ như ông cứ loanh quanh ở vùng 11 12 mà ông đòi bán vốn 10 thì nó cũng rất là khó để mà 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 thành công với thương vụ đó thì như vậy là kết hợp giữa hai cái yếu tố kỹ thuật như vậy thì kỳ vọng là nhịp này đầu tư công đang khởi sắc lên và các yếu tố kỹ thuật như vậy thì chúng ta sẽ kỳ vọng vùng 11.5 11 7 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật để nó có cơ hội bứt thoát lại vùng 12.3 và và xa hơn và xa hơn là cản 13.3 ở đây là cái vùng cản mà mang một cái tâm lý rất là 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 e ngại trong cái thời gian vừa qua và đến thời điểm hiện tại là nó cũng chưa thể vượt thoát qua thì như vậy chúng ta sẽ chờ đợi thêm một cái tín hiệu tuần sau C4G thì hiện tại đang khá là lạc quan lạc quan ở trên góc độ kỹ thuật và lạc quan ở trên góc độ cơ bản thoái vốn à, nhầm tăng vốn ở ở đây 12.5 và biên 12 đến biên 13 nó vẫn tiếp tục gì các anh chị nó vẫn tiếp tục đi hình xin và tuần này thì nó vẫn chưa thể vượt thoát được ở một cái cây nến tuần để nó bứt thoát được ở đây thì như vậy là chúng ta tiếp tục quan sát ở g36 nhìn chung là cũng khá là đẹp đấy g36 ở đây đó biên hỗ trợ kỹ thuật 6365 chúng ta cân tuần này thì nó bắt đầu công lên được trên 7 cộng và có những điểm test lại ở khoảng quanh vùng 6.8 ở mục tiêu thì lại đi về vùng 7.5 khỏe hơn thì đến vùng 8 ở đây như vậy là chúng ta lại làm 25 phần trăm nho nhỏ như vậy thôi từ đây đến đây nhá từ đây đến đây là 25 phần trăm đấy các anh chị nhá từ đây này từ 3 mà lên đến vùng 7,8% đến vùng 8% là, là 25% đấy. Cũng khá là kinh khủng đấy. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành dầu khí. <laughs> dầu khí thì hiện tại nhìn lại giá dầu một tí nào. Giá vàng, ôi vàng cao nhỉ. Nhìn lại giá dầu một tí. Sau khi mà giá dầu OPEC cộng cắt giảm sản lượng thì nó tạo gáp và nó tiếp tục tích lũy đi lên hiện tại thì nó đang gặp cản, đây là cản của nó, cản 82.3 và nó đang có khoảng mấy cây nến đi ngang tích lũy. Vậy thì sau cái nhịp tích lũy này thì nếu như nó có lớp gáp, nếu khỏe, mà chắc chắn là khả năng là giá dầu nhịp này khó xuống rồi, bởi vì đấy là OPEC đã chính thức là 778.7 7... OPEC như vậy cái việc mà cắt giảm sản lượng giá dầu như vậy OPEC đang muốn giá dầu đi lên và không có lý do gì cả khi OPEC họ nắm ở trong tay quyền sinh quyền sát thì họ, họ, họ điều phối tức là đang muốn điều phối cái giá dầu đi lên và khả năng nếu như nó tích lũy thành công như thế này thì như vậy giá dầu lại tiếp tục hướng lại vùng cản ở đây là vùng 90 đến khoảng vùng 95 đó là dự dự báo về cái khả năng của giá dầu ở trong tuần giao dịch tiếp theo còn đối với nhóm P hiện tại thì chúng ta sẽ tiếp tục đề cập đến một số các mã cổ phiếu khá là cơ bản như sau. thì đối với PLX trong tuần chúng ta đã phân tích lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 35.5 và vùng 34.9 ở đây. mục tiêu của nhịp đầu tiên thì nó sẽ công lại ở vùng 38 và chính thức là trong tuần này thì nó cũng đã hoàn thành ở cái vùng giá 38 và nó đang có những cái sự chỉnh cung lại tương đối đẹp, đánh như này khá đẹp tuần tới nếu như mà test tích lũy thành công ở vùng 37 thành công và giá dầu không bị rơi lại đó hoặc là giá dầu tích lũy thành công như cái nhịp vùng vừa phân tích xong thì khả năng ở đây nó sẽ hướng lại về vùng cản 39 đến khoảng vùng 40 các anh chị lưu ý ở PVS cái cây nến này thì không biết là cây nến đều hay là cây nến thật này nhưng mà thường thường ở đây các anh chị cái thằng 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 này thằng sàn HX là nó hay có những cái cây nến buồn cười lắm đó, nhưng mà chuẩn chuẩn xác nó phải là vùng 25.5 25.8 đó là vùng tích lũy ở trong tuần vừa qua của cổ phiếu này Uh, nó đánh lên một phát rồi và nó chỉnh cung, uh, điểm chỉnh này khá là đẹp đấy các anh chị và tín hiệu đường MACD thì nó cũng đang gửi đi cho chúng ta những cái tín hiệu kỹ thuật ngay từ uh, vào phiên giao dịch của ngày thứ hai rồi thì nó đã có một cái tín hiệu ở đây tốt lên. Như vậy là cổ phiếu đang tốt lên rồi. Uh, như vậy thì các anh chị đang cầm nắm, chúng ta tiếp tục cầm nắm và uh, có thể uh, thu âm thêm ở quanh vùng 25.5 đến khoảng vùng 25.8 ở đây PVD cũng đã có một cái nhịp đánh tương đối là thành công thì đối với PVD các anh chị cứ xem lại đi ở những cái vùng mùng đã có phân tích ở đây vùng 19.8 đến khoảng quanh vùng 20.3 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng này thì các anh chị đã có một cái quá trình thu gom tương đối là tốt và nhịp một ở trong tuần vừa qua thì nó cũng đã hoàn thành những vùng giá mục tiêu một ở khoảng quanh vùng 24.4 thậm chí là nhịp này nó còn lên được đến vùng 20 <laughs> À xin lỗi cả nhà 21.4 và nó lên mắc được là 21.75 và nó đang có một nhịp chỉnh cung ở nhịp chỉnh cung này thì nó đang lấp lại cái gap, nó hở ở đây Như vậy thì tuần tới khả năng nó sẽ lấp về khoảng quanh vùng 20.5 Tích lũy thành công ở điểm này thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng cản ở khoảng vùng 22 đến khoảng vùng 22.5 Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu BSR BSR thì các anh chị có thể có một cái tầm nhìn nó trung và dài hạn một tí Và chính vì tầm nhìn trung và dài hạn nên là các anh chị có thể lựa chọn một cái phương pháp là khi nó gặp về các vùng hỗ trợ Các anh chị có thể thu gom Và về đến những vùng kháng cự thì chúng ta bán bớt đi thì chúng ta lấy vốn quay vòng ở trong tuần vừa qua thì như vậy là BSR tuần trước, chúng ta nói tuần trước trước là nó chỉnh cung và vùng 15-2, 15-4 là cái vùng mà đã có phân tích chỉnh cung cho các anh chị ở trong cái tuần giao dịch video số 170-71. Ờ, à, 71, 7, ờ à, đúng rồi, 170-71, ok. Và tuần này thì chúng ta bắt đầu à, à, cổ phiếu BSR ở đây, gặp kháng cự, gặp kháng cự, kháng cự ở đây. Và một cái kháng cự này thì các anh chị nhìn thấy rõ nét nhất và khi nó nhô lên được ở cái vùng đây là... À, vùng 16.7 thì ngay lập tức là nó bị có một nhịp chỉnh cung và nhịp này nó như vậy nó nhô lên và nó hai lần nó chạm 16.7 không thành thì nó bắt đầu nó chỉnh test à, nhịp test này theo quan điểm Hùng là tích lũy tích cực ở vùng 15.8 đến vùng 16 và mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục công lại cản 16.7 đến vùng 17 và xa xăm hơn chúng ta có thể ngắm vùng 17.4 đến khoảng vùng 17 của nhịp này à, giá dầu dự kiến thì nó sẽ đi lên thôi khả năng là như vậy không có lý do gì để đi xuống ở trong thời điểm hiện tại à, cổ phiếu oi ở đây thì đây này cái vùng hỗ trợ 8.6 trừ 0.2 đúng không? Là vùng hỗ trợ mà mình đã phân tích khá là dài. Như bộ này thì dự kiến ở vùng 92, 93 và tuần này nó lên đến 92. Đồng thời nó tiếp tục tích lũy cản, à, tích lũy ở vùng 89. Với mục tiêu tích lũy thành công ở đây thì chúng ta tiếp tục ngắm về vùng 95 đến khoảng vùng 96 là hợp lý. Và thậm chí xa xa hơn thì có thể vùng 98 đến vùng 10. Phụ thuộc vào giá dầu và chúng ta sẽ tiếp tục phân tích khi mà có những cái tín hiệu chỉ dẫn tiếp theo ở trong tuần giao dịch mới kép trong tuần lần thứ hai nó tiếp tục công vùng 13 năm 13 7 và nhịp công này chưa thành chính vậy nên nó sẽ quay trở lại test ở vùng 13 trong trường hợp thủng 13 thì chúng ta sẽ tính toán ở vùng đây là vùng 12 7 đến khoảng vùng 12 8 đó thì tuần tới thì khả năng là sẽ về 12 7 12 8 khi mà thị trường chỉnh cung test nền ở <laughs> tất cả các cái nhóm này OK, các anh chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành banh. <laughs> thì đối với nhóm ngành banh, các anh chị lưu ý đó là sáu ngành banh thì chúng đã phân tích từ ngày 13 tháng 10 năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại thì sáu ngành banh phân làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là đã hoàn thành target, đạt target, đạt max target thì nó tiếp tục neo ở vùng kháng cự cao đi ngang để nó giữ nhịp cho cả thị trường. Đồng thời thì nó cũng giữ nhịp cho những cái mã cổ phiếu chưa tăng. Nhóm ngành thứ hai à nhỏ phân thành nhóm thứ hai là nhóm chưa tăng ở trong giai đoạn vừa qua thì cũng đã có phân tích một số các cái mã cổ phiếu ở điểm hỗ trợ, ở điểm target. Đó thì chúng ta sẽ đi phân tích cái dòng thứ nhất đi. Rồi chúng ta phân hai dòng, dòng thứ nhất là dòng đã tăng rồi, gồm có Vietcombank. Thì ở đây Vietcombank trong tuần thì nó cũng tiếp tục đi vùng 92, nhìn chung thì bây giờ nó đang đi ở trên cái vùng này, mục đích là nó giữ nhịp cho thị trường thôi điểm kết phiên cuối tuần thì nhìn cũng tương đối là xấu Tức là về đến vùng 90 Tất nhiên nó cũng chả phủng 90 Nó nóng ở 90 nên khả năng tuần tới nó sẽ quay về 88 Thậm chí là có thể vùng 85 Và trong cái thời điểm hiện tại thì việc banh nó cũng đi Nó neo vậy thôi Nó neo để nó giữ nhịp với cả thị trường Công thương cũng là một mã Cổ phiếu nó đã tăng từ uh, Từ từ cái thời điểm tháng 10 năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại thì cũng gần như đã hoàn thành những cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta đề cập ở trên nhóm và sau đó thì nó bắt đầu có một cái nhịp sideway. Và nhịp này á thì chúng ta nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật 28 và ở đây là cái điểm 28.5. và nó đi và trong tuần này thì nó bắt đầu nó vượt thoát lên được cái vùng vùng cản 29 ở đây và cuối phiên thì cuối tuần thì nó đang có những nhịp test lại như vậy ấy. Uh, chốt lại một câu đó là gì? Công thương nó sẽ có vùng cản ở vùng 30 đến vùng 30.5 Và có vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn ở vùng 28 đến vùng 28.5 Tạm thời thì chúng ta sẽ quan sát ở trong biên đó uh, Thằng thứ 3 đó thằng BIDV Nó cũng đã uh, hoàn thành một cái sóng tăng Và đạt được mắc target uh, phân tích ở vùng 48 Và hiện tại thì nó vẫn đang một cái hành trình sẽ quay đi ngang uh, Trong những cái tuần gần đây thì cũng có phân tích cho anh chị vùng 43.5, 45.8 À uh, 45.3, 45.8 đây đang là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì nó tiếp tục nó đi vậy thôi và có thể nó có những nhịp sóng hồi, hồi lên, hồi xuống nói chung là như vậy để làm gì nó đi sideways một là nó phân phối hàng hai là nó giữ nhịp cho thị trường và cũng có thể sau khi mà nó phân phối hết hàng thì khi đó nó mới bắt đầu vào một cái sóng chỉnh mạnh sau đó thì chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta uh, phán đoán còn hiện tại bây giờ là ông đi sideways đi ngang đó và đi ngang neo ở trên cái vùng kháng cự cao đó đó là 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 là, là cái tín hiệu kỹ thuật của nó uh... Cái thằng nào nó đạt target rồi nhỉ? Thằng SHB, à STB. STB cũng xếp vào nhóm 1 là nhóm đã hoàn thành sóng và nó đã đạt max target ở vùng 27 và hiện tại gì đây các anh chị? Nó cũng đang đi sideways. Mùa tuần này thì nó kéo đến vùng 27 nhưng nó lại chỉnh cung này, chỉnh cung này thì như vậy là tuần tới thì khả năng lại test lại vùng đây thôi, 25 25 bốn và nếu mà test sâu hơn à, nếu mà test sâu hơn thì về đây vùng 24 và trong cái thời điểm hiện tại á thì um, chúng ta chuyển cái này thành thằng xanh đi Uh, vùng 24 là vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng 27 là vùng kháng cự uh, nôm na như vậy anh chị em mà lướt thì lướt ở trong biên này ok uh, thằng liên việt quốc banh cũng là cái thằng được xếp ở trong nhóm 1 khi nó đã chính thức hoàn thành target 15 trên 15 và hiện tại thì nó đang có xu hướng mở trang kỹ thuật tuy nhiên tuần này thì nó đang bị suy yếu uh, khi mà tín hiệu đường mac bắt đầu chuyển chuyển từ màu xanh sang màu đỏ đó bắt đầu từ cái phiên uh, phiên mồng 5 tháng 4 thì màu xanh sang màu đỏ như vậy là gì nó bắt đầu suy yếu và chính vì suy yếu nên nó sẽ quay lại test cung và tuần này thì nó test tương đối sâu ở 14.7 khả năng tuần tới 14.7 nó sẽ chưa dừng lại và nó sẽ quay lại ở vùng 14.4 ở trong trường hợp mà thủng vùng 14.4 thì chúng ta phải chú ý đến cái vùng hỗ trợ nó sâu hơn ở một tí ở dưới này sâu hơn một tí ở dưới này đó là vùng đây này vùng 13.5 hình à 13.5 13.7 13.5 10 3.7. Ok. Đó thì tạm thời chúng ta quan sát thêm tín hiệu và khi tín hiệu đường MA CD uh, suy yếu thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải lưu tâm. Nhóm ảnh thứ hai là nhóm ngành chưa tăng ở trong nhịp 13 tháng 10 thì trong nhịp vừa qua đã bắt đầu xuất hiện những nhịp sóng tăng, gồm có mã cổ phiếu VIBank. Thì như vậy là VBank cũng đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu ở 21.3 21.5 và trong hai tuần gần đây thì nó bắt đầu uh, nó có một nhịp sideways đi ngang. Như vậy với một cái động thái đây và tín hiệu đường MACD nó cũng đang gửi đi cho chúng ta thấy rằng là nó đang bị đó, suy yếu Và chính vì suy yếu như vậy thì khả năng là tuần tới Nó sẽ tiếp tục làm việc lại vùng 20.5 đến vùng 20.7 và nó sẽ tập trung đánh giá vùng này trong trường hợp nếu thủng vùng 20.7 Các anh chị nên chốt bớt Nên chốt bớt các anh chị à, Tiếp theo Ông em thứ hai ông em BB à, chưa hình thành được sóng tăng ở trong nhịp vừa qua và nhịp này thì nó cũng bắt đầu từ tăng từ vùng 17.2 17.3 và vùng giá mục tiêu mùng đang hướng đến 18.9 đến vùng 19 các anh chị nhìn thấy đây là tuần này thì nó cũng đã chính thức đây phiên ngày hôm qua là đạt 19 trên 19 à 18.9 18.9 trên vùng 18.9 tức là đây là vùng giá mục tiêu và khi nó về đến vùng kháng cự thì bao giờ nó có cái sự rung lắc và tuần tới khả năng thì nó sẽ tiếp tục quay trở lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh 18.3 đến khoảng vùng 18.4 để chúng ta đánh giá thêm cái khả năng chiêu tải ở vùng này. Cái thằng tiếp theo mà nó chưa tăng được ở trong cái nhịp vừa qua đó thằng Techcombank thì đối với Techcombank đã có những cái phân tích khá là sớm các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 126 bốn ở đây những cái thời điểm này cũng đã có những cái phân tích để cho các anh chị em có thể thu gom đúng không ạ à, vì nó là hỗ trợ thì chúng ta có thể tự mua và đến tuần này thì như vậy là cổ phiếu Techcombank cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng 29.5 thậm chí là có nhịp nó còn bươn lên tận 30 cơ và bây giờ nó đang ở vùng 29.55 như vậy là nó đã có những cái sự test tích lũy à, nhìn về mặt xu hướng hiện tại dòng tiền nó cũng đang vào khá là tốt cổ phiếu Techcom và chúng ta chờ đợi thêm những cái tín hiệu dòng tiền test tích lũy thành công ở khoảng vùng ở khoảng vùng 28.7 đến khoảng vùng 29 khả năng tuần tới thì nó sẽ có cái sự test cung Các anh chị nhá <laughs> nó test cung test khỏe á nếu test khỏe thì nó sẽ test ở đây này nó sẽ test ở vùng 292 đấy là khỏe còn yếu hơn thì nó mới về đến vùng ở dưới kia, đó. và Techcom cũng chưa có một cái nhịp sóng tăng ở trong thời gian vừa qua. À, tiếp theo là TPBank. TPBank là một mã cổ phiếu rất hay và về quan điểm định hướng đó là TPBank sẽ là một sóng tăng ở trong năm 2023 và sóng tăng này thì nó sẽ tăng tương đối là dài và đối với những anh chị em mà xem những cái phân tích của cá nhân đồng lê thì các anh chị cũng biết rồi. Tại những cái thời điểm mà TP ở khoảng vùng 17.5 à, Tại sao chúng ta lại nói về vùng 17.5 Trước chia là nó ở vùng cao hơn nhưng sau chia thì nó ở vùng này Và kể từ vùng này thì cũng bắt đầu ngắm nghĩa một cái trang kỹ thuật dài của cổ phiếu TP Và hiện tại thì nó cũng đang có những cái uh, dấu mốc Đó, nó, nó đang có những cái dấu mốc để mà chúng ta có những cái sự kỳ vọng như vậy và trong team của ông Lê thì rất nhiều anh chị em tài khoản hiện tại đang cầm có thể gọi là cầm full, cầm full TPBank và đang có những cái mức lãi rất là tốt. Mức lãi rất là tốt. Ở trong tuần này thì tín hiệu của TPBank gửi đi cực đẹp sau khi nó test ở vùng 22.25 ở đây các anh chị đấy và nó đang bươn lên được cái biên kháng cự 23. Hơi tiếc nuối một tí à, tuần này mà nó đóng được một cây nến cao nhất ví dụ như nó vượt được vùng 23.5 thì cực kỳ đẹp và với tín hiệu lực cầu đang đánh khoảng tầm từ 5 đến 10 triệu thì uh, chúng ta đang gửi đi một cái tín hiệu lạc quan về khả năng là cổ phiếu TP sẽ vượt cản 23.5 để chúng ta ngắm lên vùng 24.5 ở đây sau đó lên đến vùng 24.5 rồi thì chúng ta lại tiếp tục phân tích. Đối với TP ấy, nó đi không nhanh nhưng nó đi đến đâu nó xây nền chắc đến đấy đó là đặc tính kỹ thuật của cổ phiếu này đối với VIP ở đây á, VIP ở đây sẽ ngắm đến cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mà được đánh giá ở trong năm 2023 nó sẽ có những sóng nhịp sóng một ở đây rồi này ăn được nhịp này rồi bây giờ đang bắt đầu vào cái nhịp 2 thì đây chúng ta cũng đã có phân tích những cái điểm chỉnh của kỹ thuật 19.8 đến khoảng quanh vùng 20 20.5 Ờ, nhịp này thì nó cũng đang đánh lên được khoảng vùng 21 ờ, tất nhiên sóng này chưa to và nó đang quay lại chỉnh cung như vậy tuần tới thì chúng ta lại tiếp tục quay lại vùng 20.5 để 20.8 để chúng ta tiếp tục đánh giá uhm, uhm, bây giờ à thằng SHB nữa SHB cũng đang vào tầm ngắm rất là đẹp đó các anh chị nhìn thấy ạ SHB đây đúng không khi mà nó từ bên này nó chỉnh cung thì đã có phân tích một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 9.8 đến vùng 10 cực đẹp luôn nó tích lũy sideways đi ngang sau đó thì nó hoàn thành cái vùng giá mục tiêu đầu tiên ở vùng 10.6 và tuần này thì nó tiếp tục hoàn thành vùng giá mục tiêu thứ hai ở vùng 11.3. À 11.4 chứ, 11.4. 11.4 nó bị lệch. 11.4. Ok, nó đã hoàn thành vùng 11.4 và phiên ngày hôm nay nó có một điểm test khá là sâu này ở vùng 11 và sau đó nó rút chân lên. Như vậy là cái đội 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 đội, đội Long nó đã chiến thắng ở cái nhịp ừ. Ừ. sau đó. Và hiện tại thì chúng ta thấy rằng lực cầu đang duy trì ở khoảng tầm vùng 27 triệu đến Đến 30 triệu cổ phiếu trên một phiên rất là happy đối với SHB Mục tiêu chỉnh cung về quanh 11 như thế này là đẹp rồi cây nến ngày là cực đẹp rồi Thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cản 12 Và chúng ta chờ đợi một ngày đẹp trời nào đó nó về 12 xong nó test tích lũy quay trở lại và nó vượt thoát được đó, Nó có một cây nến break vùng 12 cộng thì khi đó À, chúng ta sẽ ngắm đến những cái target kỹ thuật của SHB cao hơn ở quanh vùng 13. Và thậm chí là nhịp này có thể chúng ta ngắm lên ở khoảng quanh vùng 14. 14 là hợp lý. Nói chung là cầu nó đánh tốt như thế này rồi thì khả năng là sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 14. Như vậy là từ vùng 9. À, từ vùng 10 đi. Các anh chị mua vùng 10 mà lên 14 là được 40%. Còn nếu mua vùng 9 thì sẽ được nhiều hơn. Đúng không ạ? Và nếu mà nhịp sóng này đi đúng cái dự báo của chúng ta. Thì SHB của chúng ta sẽ đưa cho chúng ta một cái lợi nhuận khoảng tầm độ 40 đến 45%. <laughs> rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành chứng khoán sóng ngành chứng khoán đấy các anh chị sóng ngành chứng khoán rất là rất là rất là khỏe và hiện tại thì quan điểm cùng là sáu ngành chứng khoán này nó sẽ tiếp diễn và trên cơ sở là để tiếp diễn đi được tiếp thì nó cần phải có cái sự test tích lũy VCI ở trong tuần thì nhìn chung là khỏe và mục tiêu của VCI thì đang ngắm lại vùng cản 34 đến vùng 35 suy soát đạt và cây đến ngày hôm nay cũng là một cây nến tương đối đẹp và nó lấp hết những cái 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 gọi là mặc cảm của phiên ngày hôm qua thì ở trên góc độ như thế này á, thì vùng 31.5 đến vùng 32 sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ ngắn để chúng ta tiếp tục phân tích định lượng đối với mã cổ phiếu này và mục tiêu ở trong ngắn hạn thì nó vẫn ngắm về vùng 34 đến khoảng vùng 35 <laughs> SSI cũng như vậy sau khi mà SSI đã hoàn thành vùng 21.8 đến vùng 22 ở tuần này thì nó tiếp tục kéo bull lên đến vùng 23 và thông thường như vậy sau khi mà vượt cản á, thì nó sẽ kéo tức là nó nó sẽ kéo vượt cản và nó sẽ quay trở lại test cản và đây đang có những cây nền test cản khá là hay tức là vùng 21.8 đến vùng 22 phiên ngày hôm nay nó cũng test lại vùng 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 cản á sau đó nó mới kéo lên đến vùng 22.5 như vậy trong cái hạn thì chúng ta có thể ngắm đến cái vùng 21.8 đến vùng 22 tập trung để chúng ta phân tích cái vùng này để chúng ta xem thử là 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 em mới tích lũy như nào và mục tiêu ở trong nhịp này thì cũng vẫn đang kỳ vọng là nó sẽ ngắm về khoảng vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 <laughs> HCM cũng hoàn toàn tương tự như vậy sau khi mà nó hoàn thành vùng cản 26 thì nó kéo buôn lên ở vùng 27 và nó bắt đầu nó dịp có một cái nhịp quay lại trở lại test cung và nhịp test công kỹ thuật này thì theo quan điểm của hùng ở vùng 25.3 đến khoảng vùng 26 trụ được ở vùng này tích lũy thành công tiếp tục ngắm cản 28 và đối với lực đánh của đây chúng ta sẽ đó các anh chị thì chúng ta nhìn thấy rằng là khi mùng đã có phân tích ở đây này chúng ta ngắm ở trên trạc kỹ thuật tuần tức là gì nhóm ngành chứng khoán nó đang đi vào những cái sóng rất là hay đó SSI và tuần này thì SSI cũng vượt được cái cản vùng 21.8 ở đây là cục cũng cực kỳ hay và các anh chị nhìn thấy dòng tiền Dòng tiền tuần này tiếp tục ở mức cao ở 131 triệu cổ phiếu trong một tuần Đó, HRI rất là khỏe luôn, khỏe khoắn VND, VND khá là hay Đấy, VND thì vẫn đang đây, nhịp này thì đang dự kiến là công cản 16 8 đến khoảng vùng 17 và tuần này thì nó đang test tích lũy lại ở vùng 15.5 khá là đẹp tuần tới tiếp tục đánh giá cái hỗ trợ này Uh, cổ phiếu SHS. <laughs> đấy mục tiêu công về 10 và sau đó thì nó cũng đang quay trở lại uh, vùng giá mục tiêu test lại vùng 9.2 9.3. Vùng này các anh chị có thể uh, đang cầm thì chúng ta có thể thu gom thêm và mục tiêu test tích lũy thành công thì uh, SHS nhịp này sẽ đánh tiếp tục đánh. Và tiếp tục đánh về cản 10 đến khoảng cản 10.5 và chúng ta sẽ tiếp tục uh, quan sát thêm cái cái động thái của tạo lập ở vùng này. Nói chung lên được vùng này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt bớt thôi, bởi vì vùng đấy cũng là vùng kháng cự rất là mạnh của cổ phiếu SHS. MBS mới bổ sung thêm MBS mới bổ sung thêm cho các anh chị ở trong nhịp đánh này và hiện tại thì MBS cũng đã hoàn thành những cái target mục tiêu ở vùng 16. Nó đang test cung sau khi break cản 16 thì nó đang test lại 16 tương đối là đẹp phía ngày hôm nay khá là đẹp nó lấp lại vùng 17. Như vậy mục tiêu ở đây thì MBS sẽ tiếp tục đánh về khoảng quanh vùng 18 đến khoảng vùng 18.5. Lực cầu thì nó đang khá là trâu, Đó. tín hiệu cầu nó đang khá là trâu như thế này thì khả quan là cổ phiếu sẽ tiếp tục có cái sự quan tâm nhất định của nhà đầu tư. Cổ phiếu FPS cũng mới phân tích sau cùng ờ uh, cho anh chị uh, thu gom và đến thời điểm hiện tại tuần này thì SSS cũng đã hoàn thành giá mục tiêu 6.3, 6.5 và nó cũng đã uh, có một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật uh, rất là hợp lý ở đây ở khoảng vùng 5.8. 5.8. 5.8. Và kỳ vọng ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục có những điểm test kỹ thuật 5.8 để cổ phiếu này tích lũy thành công và vượt lại ở trên vùng 6.5 cộng. Khi mà nó bươn lại được vùng 6.5 cộng thì khả năng nhịp này, nhịp này thì chúng ta sẽ ngắm ở khoảng vùng 8 đến khoảng vùng 8.5. À, Con cổ phiếu này thì các anh chị có thể nhìn thấy cái tính tạo lập của nó khá là tươm. À, nó đánh từ vùng 4.5 và lên đến tận vùng 20 cơ. Uh, nhịp sóng này sau đó thì nó có một nhịp chỉnh dài và nhịp này thì nó cũng đang tích lũy lại ở vùng 4.5 đến vùng 5 và với một góc độ kỳ vọng là từ vùng này uh, không cần gì xa cả về từ vùng này mà nó đánh lên đến vùng 10 coi coi như là chúng ta cũng cười hở cả 10 cái răng đó rồi từ vùng 10 này nó chỉnh về lại quanh vùng 8 đến vùng 8.2 xong nó đánh lên 15 xong đấy nó lại uh, quang Tèo xuống cái này nữa xong nó một nhịp nữa nó đánh lên vùng 20 như vậy là chúng ta ăn tọn sóng luôn ăn vào sóng SBS đó là những cái dự báo ở trong tương lai. Thế còn à, nó đi như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích. Ở cổ phiếu VIX à, một em khá là yêu thích trong cái tư duy đầu tư của cá nhân đúng Lê, như vậy là à, nó đã có một nhịp sóng tăng từ vùng 6.6 và à, gần như là tuần này thì nó đã đạt được vùng giá mục tiêu 8.2 và nó bắt đầu có cái sự chỉnh cung ở đây, nó là hoàn toàn hợp lý. À khả năng thì biên test cũng kỹ thuật ở quanh 7.7 đến 7.9 nó là ổn định để chúng ta tiếp tục ngắm về cản 8.5 đến cản 8.6. Cổ phiếu AGR, AGR cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mục tiêu và như cũng có phân tích ở đây là gia tăng thị trọng khi có những cái nhịp test tích lũy bởi vì hiện tại AGR gần như nó cũng đã bắt đầu thoát trend. Ờ à, từ AGR thì các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần Hùng phân tích cho các anh chị từ vùng 7.6 đến 7.7 ở đây, sau nâng target 1 lên vùng 8.4 và nâng từ vùng 8.4 thì nâng target 2 lên vùng 10 và tuần này thì nó cũng đã đạt 10 trên 10. Các anh chị đạt 10 trên 10. Thậm chí là còn 10.10.4 đó. Nó đạt được nó đạt được một cái target rất là cao và sau đó thì bắt đầu nó có cái sự chỉnh cung ở đây. Và sự chỉnh cung này thì nó cũng sẽ là tương đối hợp lý và uh, uh, nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 9.3 9.5. Đây là vùng mà theo quan điểm cá nhân của ông Lê thì các tài khoản mình đã cầm chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng và chúng ta sẽ ngắm về cản 11.5 à 11.2 đến khoảng vùng 11.5 đó và lên đến vùng cản này thì nó sẽ tiếp tục chỉnh cung và ở trong nhịp sóng này thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu đánh à, đánh một trang kỹ thuật dài đánh một trang kỹ thuật dài tức là ăn theo một cái sóng dài của mã cổ phiếu AGR cái anh chị chúng ta bình tĩnh và nếu nếu như theo tư duy thành công của ông Lê thì như vậy là chúng ta đã bắt được đúng đáy đúng chân sóng từ vùng và từ vùng 7.6 này thì chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta xây từng target và từ 7.6 thì chúng ta xây lên được vùng 10 rồi và từ vùng 10 này thì chúng ta lại ngắm lên vùng 11.5 đến vùng 12 sau đó nó chỉnh cung thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lên vùng 13.6 đến vùng 14 tức là gì à, chúng ta không vội vàng đó à, chúng ta không vội vàng và chúng ta sẽ để mà lên được cái quan điểm kỹ thuật cùng trong cái quá trình phân tích ấy. mà để mà lên được để lên được cái vùng 11.2 đến 11.5 này ấy. Thì cổ phiếu cần phải có sự tích lũy thành công ở vùng 9.3 đến vùng 9.5 Rồi sau đó Sau đó để lên được vùng 13.5 đến vùng 14 đó, Thì cổ phiếu cần phải thỏa mãn điều kiện gì Tức là nó phải tích lũy ít nhất là thành công ở vùng 10.8 đến vùng 11 Ví dụ như vậy Đó thì chúng ta mới hoặc là ít nhất là 10.5 Thì như vậy thì chúng ta mới có cơ sở để chúng ta phân tích lên những cái target tiếp theo Tức là chúng ta chung với lại chúng ta không nói phép Ok anh chị Và chúng ta phân tích có cơ, cơ sở có định lượng Có dữ liệu Đó và có ý đồ à, chúng ta phải xem ý đồ tạo lập của thằng này nó đang đánh, đánh đánh lên hay đánh xuống hay là nó sẽ đánh theo cái xu hướng như nào thì chúng ta sẽ uh, bám vào đó để chúng ta dự báo các anh chị nhá dự báo xu hướng chứ không phải báo xu hướng đó dự báo thời tiết có ai bảo là báo thời tiết không đây là chương trình dự báo thời tiết tức là đấy họ họ các cái tín hiệu vệ tinh ấy, họ thu thập lại rồi họ phân tích thì chúng ta cũng như vậy thôi đó và chúng ta uh, chia sẻ những cái những cái góc nhìn để làm gì để chúng ta có uh, cái sự trao đổi và để chúng ta có cái sự nhìn nhận và từ cái sự nhìn nhận đó thì các anh chị tham khảo và từ cái sự tham khảo đó thì chúng ta quyết định à như vậy là ông này ông nói như vậy thì đúng hay là sai nếu đúng thì đúng chỗ nào sai thì sai chỗ nào chúng ta cần bổ cứu chỗ nào chúng ta cần bổ sung chỗ nào rồi từ đó chúng ta biến thành cái kế hoạch của chúng ta biến thành cái hành động của chúng ta đó ok đó là một cái nếu như những anh chị em nào mà tư duy được như vậy á thì theo quan điểm của hùng là đấy là tư duy tích cực và chúng ta sẽ thành công ở trên thị trường chứng khoán còn những cái ông nào ấy mà cứ vào mà cứ cứ bảo là 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 lùa gà hay là uh, chém gà hay là như vậy thì vô hình dung à, những cái người đó họ tự ngộ nhận họ là con gà tức là họ ngộ nhận là họ là con gà rồi thì cái đầu của họ chỉ bằng con gà thôi ok đấy là ngày hôm nay ông nói như vậy đó còn với những anh chị em bảo rằng à như vậy ông này ông nói như vậy thì chúng ta sẽ phân tích ra Ờ, mổ xẻ ra vấn đề ông nói như vậy đúng hay là sai hợp lý ở chỗ này chỗ này chưa hợp lý chỗ này cần phải điều chỉnh chỗ này cần phải thêm và trên cơ sở ông nói như vậy thì chúng ta sẽ à hành động của chúng ta là gì vân 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 chúng ta tự viết ra một cái bản kế hoạch và kế hoạch đó là kế hoạch của chúng ta và kế hoạch đó và cái cái trách nhiệm đó là trách nhiệm của chúng ta và chúng ta chịu uh, trách nhiệm về những việc chúng ta làm như vậy thì đấy mới là thực sự là một cái người một cái nhà đầu tư đó đấy mới thực sự là chúng ta mới mới là những chiến binh để chúng ta chiến đấu được ở trên thị trường chứng khoán đó là quan điểm cá nhân Đồng lê ok uh, về cơ bản thì uh, tuần này thì chúng ta sẽ dành uh, thời gian uh, phân tích uh, danh mục như vậy phần thứ hai thì chúng ta cũng nhìn nhận đánh giá lại cái xu hướng ở trong tuần vừa qua và chúng ta có một vài uh, cái chia sẻ về xu hướng trong tuần tới thì đầu tiên ông uh, sẽ đưa các anh chị nhìn lại chúng ta nhìn lại một cái chặng đường của index của chúng ta ở đây thì các anh chị lưu ý là chân sóng mùng có phân tích cho các anh chị đó là chân sóng từ ngày hai 8 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3. Thì sau đó thì chúng ta có một cái target kỹ thuật của index ở khoảng quanh vùng 1060 đến vùng 1665 và index tiếp tục quay trở lại về vùng test cung ở vùng 1015 đến 1020. Thì tại cái thời điểm đó, các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần của Hùng ở khoảng từ tuần ngày 21 tháng 3. Thì tại cái thời điểm đó, chúng ta phân tích một cái xu hướng trong trường hợp nếu như x index của chúng ta vượt thoát lại được ở một vùng 1033 thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên cái vùng cản kỹ thuật ở 1055 bay 1055 thì chúng ta tiếp tục ngắm lên cái vùng cản ở vùng 1075 đến vùng 1080 và trong tuần này thì index của chúng ta đã hoàn thành được cái vùng 10800 đó là trên màn lý thuyết và chính cái câu chuyện là khi mà index bay lại được vùng 1030 thì nó 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 đã bẻ đi được cái kịch bản tiêu cực bởi vì sao bởi vì nếu như trong cái trường hợp một cái tuần tiếp theo mà index của chúng ta mà bị á nó bị cây nến như này các anh chị nếu nó bị một cái cây nến như này và nó phá vỡ cái vùng một một năm thì ở cái câu chuyện của chúng ta là thị trường của chúng ta sẽ diễn biến sang một cái góc độ khác và có thể như vậy thì index của chúng ta sẽ phải xuyên thủng về đó index của chúng ta sẽ phải xuyên thủng về đâu đó ở khoảng quanh vùng chín trăm chín trăm bảy mươi đến khoảng vùng chín trăm bảy mươi lăm đó Ok, nếu như cái tín hiệu này xảy ra thì index chắc chắn nó sẽ đi về đây. Nhưng à, cái câu chuyện của chúng ta là index đã vượt thoát thành công và như vậy nó bẻ bẻ kênh xu hướng và nó đi theo một cái tiến hướng tích cực. Và đến thời điểm hiện tại thì các anh chị nhìn thấy đây, ở vùng 1090 điểm đến vùng 1095 đến vùng 1000 à 1100 điểm. Đây là cái vùng kháng cự rất mạnh của chỉ số VN Index chính vậy nên là về đến 1080 và chúng ta bắt đầu có cái độ chờ ở đây. Và trên cơ sở cái độ chờ nó thì index của chúng ta dự kiến sẽ quay trở lại cái vùng 1058 đến vùng 1063. Đây là vùng chốt. Khả năng cao thì tuần tới chỉ số chung của chúng ta sẽ quay trở lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này để chúng ta có thêm cái sự đánh giá và tích lũy thành công ở đây. Và tích lũy như thế nào, rồi tín hiệu như thế nào thì chúng ta lại cần phải xem xét ở trong phiên ở cái tuần giao dịch tiếp theo. Thì đấy là chúng ta nhìn ở trên góc độ index index ngày. À, còn trên uh, biểu đồ bộ ba tham số chung của thị thuật ba uh, bộ ba tham số chung của thị trường ở ở trong cái ở trong cái tuần vừa qua ở trong cái tuần vừa qua thì uh, chúng ta sẽ nhìn nhận đánh giá lại như sau <laughs> thì đối với chỉ số VN30, đây các anh chị em chúng ta bắt đầu bản tin tuần thì cũng có dự kiến là điểm test cung thứ nhất ở quanh 1070 và điểm thứ hai ở 1060 đến khoảng vùng 1062. Thì ở ngay ở phiên đầu tuần thì chỉ số này đã đã không test về đến cái vùng hỗ trợ này và bắt đầu nó có xu hướng bứt gáp và tạo cái thành một cái gáp tăng như vậy là vn30 trong tuần thì gần như nó suýt soát đạt được đến cái vùng mark target dự kiến ở khoanh 1095 đây điểm này vươn lên đến gần 1095, 1095. ở à, đồng thời ấy, là từ phiên giao dịch ngày thứ hai đến ngày thứ thứ năm thứ thì nó liên tục nó nó đậu được, à, nó đậu được ở trên 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 cái vùng à, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là 1082 đến vùng 1084 và đến à, atc phiên ngày hôm qua thì bắt đầu đến cái, cái cái atc thì nó bắt đầu nó rơi lại, nó mất cái vùng hỗ trợ 080 và đến phiên ngày hôm nay thì nó mới suýt soát test lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 1070. Như vậy với cái xu hướng hiện tại của chỉ số VN30, như vậy tuần tới thì khả năng cao, khả năng cao thì nó có một cái độ hồi. À, nó có thể có một cái độ hồi đây. À, có một độ hồi đây. Đó. Cái độ hồi này thì nó lại lên lại cái vùng kháng cự của chúng ta đây 1082, 1084, tức là trước nó là thành hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ thành cái vùng kháng cự đây. Và sau đó thì khả năng cao nó sẽ test lại ở vùng 1070 đến khoảng vùng 1073 Sau hơn thì chúng ta phải tính toán ở vùng 1062 đến khoảng vùng 1065 tức là nôm na ở đây là khoảng quanh vùng 1062 đó sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở à, tuần tới của chỉ số VN30 à, và chúng ta à, tiếp tục à, ngắm cái vùng cản kỹ thuật của chỉ số này ở quanh vùng 1095 đến khoảng vùng 1110 đó à, đối với chỉ số phái sinh ở đây thì chúng ta cũng có dự đoán cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 1067 và đến điểm gần kết tuần ở đây thì nó mới 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 suy soát về vùng 1067 và cuối cùng thì kết phiên thì nó đang có một cái sự hồi phục lên đồng thời á, thì chúng ta cũng có dự báo một cái xu hướng ngắn hạn đó là vùng cản ở 1080 và trong tuần vừa qua thì nó lên được vùng 1085 và vùng 1090 thì nó chưa lên đến nơi và nó bắt đầu có một cái sự diện nó có một sự suy giảm suy giảm ở đây thì trên góc độ kỹ thuật của phái sinh á, nếu có thì tuần tới có thể nó sẽ có một cái nhịp hồi lại, hồi lại về khoảng vùng 1080 đó nó hồi nó hồi lại đến cái vùng hồi lại đến cái vùng này và sau đó và sau đó thì nó sẽ bắt đầu có một cái nhịp test lại ít nhất là nó sẽ test lại ở khoảng vùng 1067 đến khoảng vùng 10 10 mấy đây ta này 1067 đến khoảng vùng 1070 à đó Ít nhất là nó sẽ quay lại để nó kiểm tra lại cái cái biên này nó nó sẽ quay trở lại để nó kiểm tra lại biên này Và tích lũy thành công Thì như vậy là chúng ta mới tính toán một cái nhịp hồi kỹ thuật tiếp theo của thị trường Còn trong trường hợp sâu hơn thì chúng ta vẫn phải tính toán ở đây Đó là biên 1061 đến biên 1063 Đối với chỉ số VN30M1M Tức là chỉ số phái sinh à, Nhìn về chỉ số index <laughs> Index ở đây thì index tuần thì cũng có dự báo có điểm test kỹ thuật một ở quanh vùng 1063 và điểm test kỹ thuật 2 thì nó nằm đâu đó ở khoảng quanh vùng 1058 đến khoảng vùng 1060. Và chúng ta tiếp tục ngắm cái vùng kháng cự index ở vùng 1075 đến vùng 1080. 075 đến vùng 1080. Đây các anh chị này, đó. 74 75 Thì thì chúng ta nhìn lại đây, Uh, như vậy là trong tuần thì gần như là cái vùng cản chúng ta nhìn thấy là cái vùng cản 1090 đến vùng 1095 đến vùng 1100 là vùng cản tâm lý rất là mạnh. Chính về nên thị trường của chúng ta khi mà uh, nó chuẩn bị nó lên đến cái vùng đó thì nó cứ lừng khừng nó đi dưới này và nó không đủ sức để nó công và chính vì vậy nên là phiên uh, kết tuần uh, thì uh, phiên ngày hôm qua đó gần đến ATC thì nó bắt đầu chỉnh và phiên ngày hôm nay thì nó tiếp tục chỉnh cung. Như vậy là cái vùng cản uh, trước mắt nó rất là khó khăn. À, thì cái nhịp chỉnh cung này nếu hiểu ở trên góc độ tích cực đó là gì nó lấp lại gáp tăng của tuần vừa qua tức là phiên giao dịch ngày thứ hai nó tạo gáp tăng thì phiên cuối tuần nó lấp lại gáp như vậy khả năng tuần tới nếu có thì nó sẽ có một cái lực hồi phục nhẹ lên khoảng quanh vùng 1075 à, và sau khi mà nó <laughs> à, sau khi mà nó phục hồi lên được ở đến cái à, cái vùng à, vùng kháng cự này thì nó sẽ tiếp tục nó quay lại trả lại test cung và cái vùng test cung kỹ thuật trở lại nó sẽ tính toán ở khoảng quanh vùng 1065 và biên sâu hơn thì chúng ta vẫn tính ở vùng 158 đến vùng 1060 đó là cái vùng test tích lũy vùng cản kỹ thuật của à, vùng vùng tích lũy của 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 chỉ số VN index 1060 1058 và và nhìn trên và nhìn trên xu hướng nhìn trên xu hướng ở thời điểm hiện tại thì khả năng tuần tới thị trường của chúng ta sẽ có cái sự phân hóa rất là mạnh các anh chị thị trường của chúng ta tuần tới khả năng sẽ có cái sự phân hóa rất là mạnh sự phân hóa rất là mạnh và một số các cái điểm nhấn kỹ thuật nó sẽ rất là quan trọng ở trong cái nhịp sóng hồi này nếu như mà thị trường của chúng ta giữ được À, giữ được thì à, cái cổ phiếu, à, cái vị thế của chúng ta có thể tiếp tục cầm nắm thêm Còn trong trường hợp nếu như mà thị trường của chúng ta không giữ được Thì các anh chị lưu tâm là chúng ta sẽ à, xem xét để chúng ta bán bớt cổ phiếu ra Ví dụ nếu trong trường hợp index của chúng ta bị gãy ở vùng 1058 Ở vùng 1058 với lực bán mạnh thì như vậy là gì như vậy là chúng ta cần phải bán bớt cổ phiếu đi đó hạ tỷ trọng mặt zin xuống hạ tỷ trọng mặt zin xuống các anh chị lưu ý như vậy còn trong trường hợp nó tích lũy thành công ở vùng này và nó vượt thoát được cái vùng 1075 không ok như vậy là chúng ta lại tiếp tục chúng ta cầm cổ phiếu đó thì uh, theo quan điểm của hùng là gì chúng ta uh, gió chiều nào thì chúng ta ngả theo chiều đó và <laughs> chúng ta không được cố chấp ở trên thị trường chứng khoán bởi vì trên thị trường chứng khoán mà chúng ta càng cố chấp Uh, thì chúng ta sẽ thất bại giống như là Don Quixote đánh nhau với cối xe gió ấy. đó thì chúng ta chỉ có thất bại mà thôi bởi vì chúng ta không phải là nhà tạo lập chúng ta không có nhiều tiền nên là chúng ta càng cố chấp thì chúng ta càng thất bại do đó thì chúng ta cần phải nắm vững được uh, cái xu hướng của thị trường nắm vững được những cái điểm uh, hỗ trợ những cái điểm kháng cự và chúng ta phải nắm được là khi nào thì nó xấu khi nào thì nó đẹp để từ đó chúng ta có những cái kế hoạch hành động của chúng ta bản tin tuần này là hết và đối với những anh chị em mà chúng ta cần quan tâm thêm những mã cổ phiếu chúng ta có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần thì ông lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các cái câu hỏi của các anh chị em thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư và một nhà đầu tư của chúng ta trên bản tin tuần tiếp theo và trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng